đội tuyển Futsal Nam Việt Nam bước vào trận đấu gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc với tâm lý buộc phải thắng để lấy lại tinh thần cũng như có cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng ta đã triển khai tấn công hết sức mạch lạc khi Văn Vũ có cú sút chạm cột dọc. Hàng loạt cơ hội liên tục bị bỏ phí cho đến tận phút thứ 7 khi Quốc Nam mở tỷ số 1-0, thế bế tắc được khai thông. Từ đây, các pha phối hợp ngày càng nhịp nhàng và ăn ý. Các bàn thắng đã đến liên tục đối với chúng ta. Một phút sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Minh Trí đã nâng tỷ số lên 2-0, sau đó lần lượt là Đức Tùng và Ngọc Sơn ở phút thứ 12 và 16. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn tiếp tục như hiệp 1. Tuy nhiên, đội tuyển Futsal Việt Nam đã chặt chẽ hơn, không cho đội bạn cơ hội. 4 bàn thắng ở hiệp 2 do công của Phùng Trọng Luân ở phút thứ 25, 2 bàn của Thái Huy ở các phút thứ 32 và 34, cùng với đó là bàn thắng ấn định tỷ số của Mạnh Dũng ở phút thứ 37. Thắng trận này, đội tuyển Futsal Việt Nam giành được 3 điểm, tạm đứng thứ nhì sau đội tuyển đảo Solomon xếp trên đội chủ nhà sau hơn hiệu số bàn thắng bàn thua. Dự kiến vào ngày hôm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội đảo Solomon vào lúc 18:45 theo giờ Việt Nam.